về để khi nào mà bị tình trạng da như thế nào thì mua mua màu, dùng màu đấy. Còn cái bánh với cái dép của chị Hằng. Dép của chị Hằng đâu? Còn cái bánh kia nhỉ? Cái bánh yến mạch ấy. À, bánh sô cô la trắng. Sô cô la trắng. Tao không có đâu, tao hết rồi. Tao chỉ xin được 500 xuất thôi. Làm sao? Ô, mọi người hỏi làm sao để mua mặt nạ ba màu? À, mọi đây, người có trong phân loại. Mọi người vào trong cái nút nhấn vào nút mua xong rồi vào phân loại là có. Bánh cuối thu em lên rồi. Đây mọi người, nó sẽ có 3 option đấy. Option 1 thì mình sẽ chọn một màu, option 2 chọn một màu. Đây này, mọi người này. Đây, nhấn vào nút mua nó sẽ có từng màu đấy, phân loại từng màu. Đó. Mọi người nên mua màu hồng, màu tím và màu xanh. Đấy tức là hồng, tím, xanh. Option 1 mọi người sẽ chọn màu 1, option 2 chọn màu thứ 2, option 3 chọn màu thứ 3. Đó, xong rồi ấn mua thôi. Mua 3 màu đấy, tím, hồng, xanh. Ui, 256. 256 cát rẻ nhờ. Có 8 tính ra có 8.000 một đấy. Lên bài anh lên cái này nhá. Cái này thì ăn sáng hay là ăn quà chiều rất là phù hợp. Ai đi làm mà buồn mồm ấy, hay buồn mồm ấy, ngứa mồm ấy, anh mua cái này ăn. Hoặc là ai mà hay đi xe các kiểu mua đưa lên xe ăn. Ngon. Tổng sô cô la trắng yến mạch. Tổng một gói là 52 chiếc đấy. Tổng một gói như này là 52 cái như này nha. 52 cái bánh, ăn ngon. Không ngon không lấy tiền. Không ngon. Gặp chị Hằng ở đâu, đánh chị Hằng ở đấy. Đừng có đánh con lề này. Ai mua bánh trung thu cũng thế, mua bánh cuối thu cũng thế. Không ngon thì gặp thằng Linh mà đánh. Còn mình chỉ là người bán thôi, bán hồ cho khủng, đừng nói bán hồ. Có bán được mấy đâu. Mày đặt bán hồ mày đó chứ. Mình xin bánh, mình xin bán. Cho nên đừng đánh mình xin bán thôi. Mình bán đam mê thôi. À, bán thuê, đúng rồi. À, có thuê đâu. Có trả tiền đâu mà thuê. Có trả tiền đâu, không nhận tiền luôn. 139, bán 139, hồ, à không. Xin bán, gọi là mình xin bán. Xin hai celeb bán. Toàn là bằng ké. Ngon. Cái này nói là bánh sô-cô-la trắng, nhưng mà nó lại không ngọt. Đúng không? Em ăn em thấy ngọt không? Bánh này này. Ăn nó dịu lắm, kết hợp với yến mạch nữa thì rất là dịu. Tức là yến mạch nó sẽ không có vị. Đúng rồi. Nó chỉ có mùi yến mạch thôi. Nhưng mà kết hợp với cái sô cô la trắng xong rồi bánh xốp nữa, ăn nó không hề ngọt luôn. Ngon. Bánh trung thu ngọt ngọt như thế nào thì cái bánh này là ngọt ngọt như thế, nó không quá ngọt đâu. Bởi vì nếu như mà không ngọt thì nó không làm được bánh, cả gọi là bánh rồi là phải nó có một chút xíu ngọt. Bởi vì đường nó cũng là một cái chất bảo quản tự nhiên. Bảo quản tự nhiên ấy, không gây độc hại cho cơ thể lắm. Tiểu đường ăn được không? Tiểu đường chắc không ăn được đâu. Tiểu đường chắc không ăn được cái này đâu. Tiểu đường chắc không ăn được đâu. Cái này hơi ngọt thôi, thanh thanh thôi chứ không bị ngọt gắt. Thề luôn. Một túi như này là 52 cái. Một gói như này bao nhiêu tiền? Chắc là rẻ. Rẻ không? Ui. Thì hàng bán rẻ đó. 139k này có voucher khoảng 124k. 124k một gói. Bị ơi hôm qua anh Hoàng bán bao nhiêu nhỉ? Thì như 139 đúng không? Bao nhiêu? Ui nào. Thôi anh Hoàng rỗi nha. 129 anh Hoàng đẹp. 129 29. Anh tự mua về ăn sáng. Ăn vặt, ăn quà chiều. Đi lên công ty mà thích ai hay gì đấy mua tặng cho con gái nhà người ta. Ui, bỏ ba lô cho các. Bỏ ba lô. Đấy, một ngày đút cho người ta một cái. Là đút hết 52 cái, 52 ngày là người ta yêu luôn. Chỉ với giá là 129k, đúng không? 124k tán đồ cờ rớt luôn. Anh Hoàng bán 100. Một ngày cho một cái. Mà cho đúng cái đứa đấy thôi nha, chứ đừng có phát cả công ty nha. Cho đúng cái đứa mình thích thôi. Một ngày một cái. Để mai cho anh đứa anh. Rồi. Da khô và xả màu thì dùng màu gì? Da khô và xả màu lấy cho em màu vàng, màu hồng. Màu vàng, màu hồng. Hai màu. Màu vàng, màu hồng. Màu vàng là khử vàng, vàng da nắng. Màu vàng, màu hồng, da khô, da xảm. Da xảm, da khô, màu vàng, màu hồng. Hai màu thôi. Lấy đúng hai màu đấy. Màu vàng, màu hồng. Hai tuổi ăn được không? Có, hai cái bánh này hai tuổi ăn được. Ăn thoải mái.
Rồi, tắt giờ hàng đi. Có chị. Xong rồi. Tắt giờ hàng đi. Để về mà ôm người yêu mà ngủ đi. Đi về đi. Cái bài là vừa đến đây. Suốt ngày bắt người ta like thôi. Đi về ngủ đi. Hai đứa ôm về ôm người yêu mà ngủ đi. Quá đâu. Hai đứa yêu xa cả chị. Hai yêu xa cả. Một ông ở Hàn Quốc, một ông ở gì? Thấy gì cả. Thế thì hai đứa về ôm nhau ngủ đi. Yêu nhau luôn đi. Con trai mới tạo hạnh phúc cho nhau thôi. Đi đi. Về ôm nhau ngủ. Gỡ kịp mắt. Rơi đầu hàng đi. Nha. Ừ, rơi đầu hàng đi. Chị mà, chị để nói lâu mà. Rơi đầu hàng đi. Ai mà chưa hoàn tất đơn hàng thì hoàn tất đơn hàng nha mọi người. Sao anh Linh về quá? Hả? Sao anh Linh về quá? Không, anh Linh về có việc một tuần thôi. Sao anh Linh lại đi? Quang Linh về chắc ngày 15 live. Quang Linh phải về tầm ngày mùng 10. Delay là vừa. Hoặc là từ đầu tháng, từ đầu tháng 10 về là vừa. Delay là vừa. Chưa biết cụ thể đúng. Chưa biết ngày cụ thể nhưng mà chưa biết ngày về là ngày bao nhiêu. Em cũng cứ ngày nào rẻ, vậy máy bay rẻ thì đạt thôi. Em cũng gợi ý rồi nhưng mà chắc là về sớm không tránh bị delay. Ừ, thì sợ bị delay lắm. Về là vừa mà. Về đến đây là vừa. Vừa đến đây là về đến đây là vừa. Kiểu gì thời gian. Táo hết rồi bà con ơi. Táo hết rồi. Táo hết rồi. Mỗi ngày đắp một màu được không chỉ? Tùy vào tình trạng da của mỗi người nha. Da của bạn tối màu, xám màu thì lấy màu màu vàng, màu hồng. Nếu như mà da bị mụn thì lấy màu tím. Nếu như mà da mua cho mẹ các kiểu, mua cho mẹ, cho bà các kiểu thì lấy màu nâu, lấy màu nâu. Đấy, tùy vào mọi người lấy nhanh lên nha, em chuẩn bị xóa rõ hàng. Ai mà chưa thanh toán thì thanh toán nốt đi, chuẩn bị. Chưa hoàn tất đơn hàng thì hoàn tất đơn hàng cho mình đi mọi người. Chị Hằng like xong chưa nhỉ? Chưa xong. Mặt nạ bao nhiêu á? 3 hộp 256k, được tặng thêm 3 miếng, được tặng thêm 2 bông mút. Không mua được 3 hộp màu hồng à? Có chứ. Có chứ. Vâng, một người vào. Thế biết ngay mà ai cũng thích trắng da. Tôi cũng thế. Tôi cần lấy màu hồng thôi. Đây này. Lấy màu hồng. Thích màu hồng. Bởi vì thích sáng da. Mình lúc nào cũng thích sáng da thôi. Cái gì? Nám thì dài màu nào? Nám thì chắc chắn là nó đắp mặt nạ sẽ không bao giờ hết được nám. Mà mọi người là phải cần những cái dòng mà hỗ trợ đặc trị các kiểu nữa thì mới hết được nha. Phải laser các kiểu, tia các kiểu thì mới hết được nám nha. Chứ đắp mỗi cái mặt nạ không bao giờ hết được nám. Nhưng mà nếu như mà đang còn điều trị nám hay gì mà cần thêm cái sự bổ sung của miếng mặt nạ thì lấy cho mình màu nâu. Da nhạy cảm lấy màu gì? Nhạy cảm đắp màu gì cũng được à? Bởi vì cái dòng này là dòng B5 là dòng này là chuyên dành cho những cái da nhạy cảm các kiểu rồi, cho nên là màu nào cũng dùng được. Bạn còn dép ra đây rồi. Quyền phòng ban. Thôi xóa dò hàng rồi chị. Xóa dò hàng rồi. Xóa dò hàng rồi, không like nữa. Không phải mất dò hàng đâu mà like xong rồi. Tôi chỉ like như thế thôi. Nghe chưa, một buổi like của chị chỉ có mấy sản phẩm thôi chứ chị không like nhiều được đâu. Dạ. Thế thì phải tìm nhiều đồ chị hàng nữa. Kiểu tìm mấy cái đồ mà chị hay dùng á. Chị like mấy cái đồ em nào em biết. Đồ chị... nào chị hay dùng thì em like, em bán, em gửi đưa chị cái đấy. Cái nào chị không dùng thì thôi. À đây, trong đấy chị tình cảm chụp cái. Chụp gì? Trong hàng mỹ phẩm của chị. Mỹ phẩm của chị á? Vâng, chị những cái đấy, mấy cái đấy có bán được đâu. Em mới tìm cái mạng tinh. Tìm cái gì? Mọi người muốn mua cái gì mọi người? Máy xông tinh dầu. Mọi người